Hello, xin chào các bạn. Cảm ơn các bạn click vào video của Hết Thao Đồng Đức ạ. Thì trong clip hôm nay thì Nhuận sẽ quay cho cũng như là báo giá cho các bạn về dòng xe Winix V3 của 2022 nha các bạn. Thì ở đây là bên cửa hàng bên mình sẽ quay cho các bạn về tổng thể những cái phiên bản màu độ nhất và theo cá nhân Nhuận thấy là nó hot nhất trong thị trường hiện tại. Thì các bạn nào có nhu cầu mua xe dòng xe Winix này và sở hữu những cái phiên bản màu độ cực đẹp này thì có thể là đến cửa hàng để xem xe nha các bạn. Thì trước khi mình quay thì Nhuận sẽ cập nhật về địa chỉ cửa hàng tí xíu là Hết Thao Đồng 10 với địa chỉ là ấp Châu Quýnh A, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Và mình là Nhuận thì số điện thoại của Nhuận để có để trên màn hình hoặc là có thể là liên hệ với Nhuận hoặc là có thể liên hệ với bạn Kế An. Thì mình có để trên màn hình hai bên thì các bạn mình có thể là liên hệ với một trong hai nhân viên bán hàng thì có thể là tư vấn cho bạn mình rõ hơn nha các bạn. Vì một cái Nhuận rất vui ngày hôm nay là mang cho bạn về cái chương trình khuyến mãi cực kỳ lớn của dòng xe Winix nữa, chính là cái chương trình mua trả góp với 0% lãi suất luôn nha các bạn. Thì các bạn có nhu cầu mua xe trả góp nữa thì thời điểm hiện tại chính là thời điểm thích hợp để họ trợ giá và được hưởng 0% lãi suất nha. Thì ở đây là Winix phiên bản này là phiên bản độ màu nha các bạn. Thì phiên bản này nó ưu điểm của nó là không bị trùng màu với bên ngoài nè. Các bạn sở hữu những phiên bản màu này gần như là nó độc quyền màu sơn. Tại vì những phiên bản màu sơn này thì do hệ thống công ty Hồng Đức bên mình độ ra, cho nên là để yên tâm trong quá trình sử dụng thì bên cửa hàng bên mình sẽ áp dụng luôn chế độ bảo hành màu sơn cho các bạn lên đến 3 năm luôn nha các bạn. Thì hiện tại thì có rất là nhiều màu sơn độ như thế này. Các bạn mình có nhu cầu mua xe, muốn thích những phiên bản màu độc lạ thì có thể là đến ngay cửa hàng để chọn xe và rước em nói về nha các bạn. Thì ở đây là cái phiên bản màu xám đen nha các bạn. Thì các bạn thấy nè, thì Dựng sẽ quay về mặt trước cho các bạn mình xem trước ha. Thì ở đây cái phần mặt trước nè các bạn, từ cửa hàng bên mình thiết kế là phần màu này là màu nhám nha các bạn, màu xám nhám. Thì nếu các bạn mình đã có sở hữu những cái phiên bản khác, ví dụ như là SH Mode nè, phiên bản màu bạc nhám nè, thì ở phiên bản màu này là phiên bản màu xám nhám, có nghĩa là phiên bản màu này sẽ tối hơn tí xíu so với phiên bản có ABS hiện tại các bạn. Và ưu điểm của cái phiên bản này, các bạn thấy bên cửa hàng mình đã độ thêm một cái bộ tem chỗ này, đây bộ tem Winix nha các bạn, cực kỳ đẹp luôn. Và cửa hàng bên mình sẽ đấu tem ở bên trong các bạn. Thì ưu điểm của dòng đấu tem như thế này các bạn, các bạn mình sở hữu trong thời gian dài mà không lo về vấn đề là bong chóc về cái tem này nha các bạn ha. Thì ưu điểm của dòng Winix này các bạn đã thấy rồi. Thì nếu như ở phiên bản đời cũ thì các bạn thấy cái bóng đèn xi nhan nó sẽ lò ra như thế này thì các bạn nếu mà không thích thì bản V3 này sẽ rất là phù hợp để các bạn mình lựa chọn nha các bạn. Thì hiện Honda cũng đã tích hợp vào bên trong luôn rồi, cho nên các bạn mình rất là dễ sử dụng nè. Và phần kế tiếp các bạn thấy cái phần hông xe nè, bên cửa hàng bên mình đã độ cái hông xe như thế này, các bạn thấy Nhuận sẽ quay các bạn mình xem ha. Cái hông xe này bên cửa hàng mình đã độ nguyên cái bộ tem cực kỳ lớn luôn nè các bạn. Đây tem là tem sơn nha các bạn. Đó thì Winix ở phần bên trong nè, ở bên ngoài chính là cái nền màu đen nha các bạn. Đó 150 ở vị trí này nền là màu trắng, thì trong đây có những cái đường viền màu đen và màu bạc nó kết hợp với nhau, nó tạo nên dòng xe này cực kỳ thể thao mạnh mẽ nha các bạn. Thì dòng xe Winix thì các bạn đã biết rồi, thì sở hữu là khối động cơ là 150 cc nha các bạn, động cơ DOHC hai van hút và hai van xả. Thì có nên là công nói chung là nó sẽ tăng khả năng đốt cháy nhiên liệu và khí thải sạch luôn cho bạn ha. Thì các bạn đi vào những cái những cung đường xa nè, hoặc là các bạn đi vào tour thì có thể là chọn Winix này thì mình chạy rất là khỏe luôn nha các bạn ha. Thì hiện tại tất cả những cái phiên bản Winix V3 đều các bạn thấy đều là sử dụng hàng hệ thống khóa thông minh hết luôn nha các bạn. Dù sao mà quay cái mở cái khóa thông minh cho các bạn mình xem ha. Đây. Đây nè các bạn, khi mình mua xe thì mình sẽ được hai cái khóa thông minh như thế này nè. Thì nó giống như là hệ thống khóa thông minh của thằng SH Mode và SH lớn thì nó bao gồm là ba chức năng ha: khóa xe, mở xe, tìm xe và chống trộm nha các bạn, rất là an toàn cho các bạn để mình qua cho mình sử dụng ha. Và hiện tại ở phiên bản này các bạn thấy nè, có cổng sạc USB luôn đó. Với cổng sạc USB này, khi mà các bạn mình đi vào những cái khu vực cung đường xa hoặc là mình đi vào tour 2-3 ngày chẳng hạn, thì với cái cổng sạc như thế này thì theo cá nhân nhìn thấy là rất có tiện dụng cho bạn ha các bạn. Rồi kế tiếp cũng là cái phiên bản màu độ màu, thì Nhuận cũng quay cho bạn mình xem luôn. Ở đây thì Nhuận quay tất cả những phiên bản này đều là độ hết luôn nha bạn. Các bạn nào thích những cái phiên bản thường không độ màu thì bên cửa hàng mình còn rất là nhiều nha các bạn. Các bạn đừng lo vấn đề đó. Bản CBS thì theo cá nhân Nhuận thấy thì tất cả những cửa hàng đại lý nhỏ lẻ bên ngoài không còn hàng nữa. Các bạn nào muốn sở hữu những phiên bản đó thì cứ đến cửa hàng đi. Cửa hàng mình có rất là nhiều phiên bản thường cũng như là ABS thì bản thường cũng có đầy đủ cho bạn ha. Ở đây cái phiên bản này chính là cái phiên bản độ các bạn, từ màu trắng nè, rất là nhiều màu, ví dụ như là trắng và vàng màu xanh các bạn thấy nè. Ở phiên bản thường các bạn có cái phiên bản màu trắng nhưng mà nó sẽ không có được như thế này. Mà màu này các bạn thấy bên cửa hàng mình đã độ lên rồi, rất có những chi tiết rất là đẹp. Ví dụ như là Winner nè, 150. Đây là cái tem là dạng như đấu tem luôn nha các bạn, không phải là tem đề can như các bạn mình hay xem trên mạng ha.
Thì đây là tem đề can nè, tem này tem sơn nha các bạn. Rồi có những chi tiết phần hông nè. Đây, cái phần hông này các bạn, bên cửa hàng bên mình độ thêm một cái bộ tem cực kỳ lớn, hầu như nó chiếm khoảng 50% phần hông này các bạn. Đây, logo Honda nè, sơn luôn nha các bạn. Đó, bộ tem Winner X rất là đẹp luôn. Các bạn nào thích những cái phiên bản như thế này á, thì có thể là đến ngay cửa hàng. Tại vì những cái phần độ như thế này á, thì bên cửa hàng mình mới có nha các bạn. Rồi ở phiên bản này thì bên cửa hàng mình sẽ độ thêm cái vành xe luôn nha các bạn. Đó, hai cái mâm màu vàng luôn, độ sẵn luôn nha các bạn. Đó, các bạn nào thích những cái phiên bản độ màu lên đồ sẵn á, thì nếu mình phân vân về chất lượng sản phẩm hay là không biết mua ở đâu thì mình có thể là đến ngay cửa hàng đi. Tại vì bên cửa hàng mình có những cái phiên bản độ sẵn như thế này để cho mình là thoải mái trong việc lựa chọn để ưng ý cho mình luôn nha các bạn. Đó, đây là phiên bản màu trắng xanh. Rồi, kế tiếp là cuối cùng là cái phiên bản màu xám nha các bạn, xám đen. Thì ở phiên bản màu xám đen này á, thì bên cửa hàng mình độ từ cái phiên bản có ABS nha các bạn, có ABS sẵn luôn. Nếu như các bạn mình thích những cái phiên bản như thế này mà có CBS thì bên cửa hàng mình vẫn có đầy đủ luôn nha các bạn. Tại vì hôm nay thì những có quay có 3 chiếc thôi, cho nên á, các bạn nào có nhu cầu thêm xem những cái phiên bản khác màu khác nữa thì có thể là kết bạn với Zalo ha, Nhuận hoặc là bạn Kế An thì sẽ quay trực tiếp cho bạn xem ha. Thì đây là phiên bản màu xám nè. Nếu như các bạn mình biết những cái phiên bản ví dụ như là E-Black nè, phiên bản giới hạn nè, phiên bản thể thao của SH Mod, phiên bản SH lớn nè, vân vân, thì những cái phiên bản màu xám này các bạn nhìn thấy cũng là rất là quen thuộc rồi. Thì phiên bản Winner X này thì bên cửa hàng mình cũng sẽ độ tiếp tục theo phong cách đó. Thì các bạn cứ yên tâm nha các bạn, thời gian bảo hành những cái màu sơn này là 3 năm nha các bạn cứ yên tâm ha. Ở đây có những cái bộ tem nè các bạn. Đây là có những bộ tem nè, những sẽ quay sơ cho bạn mình xem, sau đó những sẽ báo giá và những sẽ kết thúc clip nha bạn. Đây là cái bộ tem 150 logo Honda, có những chi tiết rất là nhiều trên đây. Đó, các bạn nào thích những cái phiên bản màu này thì đến ngay cửa hàng. Thì cái phần hông xe này các bạn, những sẽ quay sơ về hông xe các bạn tham khảo ha. Đây, Winner X phần bằng sau và phần trước á, là có những cái đường viền nó sẽ kéo dài từ dưới lên trên nè các bạn. Đó, thiết kế nó sẽ kéo dài từ dưới lên trên. Thì với cái thiết kế nó sẽ thon gọn vuốt nhọn như thế này á, thì nó tạo xe mình phong cách nó mạnh mẽ và rất là thể thao nha các bạn. Thì đó là ba cái phiên bản màu độ màu bên cửa hàng bên mình. Thì các bạn thì giá hôm nay á, thì Nhuận sẽ báo giá luôn nha. Thì giá hôm nay sau trừ khuyến mãi cho các bạn thì giá hôm nay nó chỉ còn lại là chỉ từ là 37.990.000 thôi các bạn. Thì nó có rất là nhiều phiên bản nhiều giá, thì các bạn mình có nhu cầu có thể là alo cho Nhuận đi, thì Nhuận có thể là tư vấn trực tiếp cho các bạn ha. Nếu các bạn mình có nhu cầu mua trả góp á, thì bên cửa hàng mình vẫn có chương trình là 0% lãi suất cho bạn luôn nha các bạn. Thì có nghĩa là mình mua trả góp 0% lãi suất, thì Nhuận đã có tính cho bạn mình tham khảo nè. Mình chỉ cần trả trước là 7.800.000 thôi, mình vay lại là 30.190.000. Thì có những mốc ví dụ như là 12 tháng thì mỗi tháng mình đóng đó là 2.727.000, 9 tháng thì mỗi tháng mình cần phải đóng là 3.565.000 nha các bạn. Thì các bạn nào cần tính những cái mốc khác hoặc là những cái số tiền khác nhau á, thì có thể là alo cho nhân viên bên mình, hoặc là có thể là để lại phần comment thì sẽ có nhân viên mình tư vấn đầy đủ cho bạn mình tham khảo ha. Rồi thì Nhuận sẽ cập nhật thêm những cái chương trình khuyến mãi khác để giảm giá các bạn nè. Thì nếu như mình đang là công nhân á, thì cửa hàng bên mình sẽ giảm cho bạn là 1.000.000 đồng trừ thẳng trên giá. Chương trình thứ hai là chương trình thu cũ đổi mới. Thì với cái chương trình này các bạn mình có những dòng xe đời cũ mình không sử dụng, ví dụ như là xe 50, xe khác hãng, vân vân. Có những dòng xe rất là các bạn đã bỏ đời rồi, nhưng mà các bạn cứ yên tâm về chương trình này, các bạn cứ điệp việc mang ra cửa hàng bên mình đi. Thì bên cửa hàng bên mình sẽ cam kết cho bạn là thu cho bạn từ bằng cho tới cao hơn bên cửa hàng bên ngoài luôn. Và các bạn sẽ được giảm thêm 1.000.000 đồng nữa. Thì có nghĩa là nếu mình công nhân thì mình được giảm 1.000.000, công nhân đổi xe luôn thì giảm được 2.000.000 đồng. Còn mình không phải công nhân, mình chỉ đổi xe thôi luôn á, thì chỉ được giảm giá là 1.000.000 đồng nha các bạn. Thì hy vọng rằng các bạn mình sẽ cập nhật giá cả và những cái chương trình khuyến mãi tại cửa hàng Honda Hồng Đức nha các bạn. Thì khi mua xe thì bên cửa hàng bên mình sẽ giảm cho các bạn thêm là 30% để mình làm những phần khác, ví dụ như là mình có phủ nano nè, rồi gắn phụ kiện cho xe nè, vân vân, rất là nhiều chương trình để các bạn làm tại cửa hàng nha các bạn. Cửa hàng có chương trình lên hồ sơ online nè, có chương trình giao xe tận nhà cho các bạn luôn. Các bạn có nhu cầu để lại phần comment sẽ được nhân viên tư vấn cụ thể cho các bạn nha các bạn. Thì hôm nay là Nhuận sẽ báo giá cho dòng xe Winner X. Các bạn nào cần báo giá những dòng xe khác có thể là comment phần bình luận, có thể là alo cho Nhuận hoặc là alo cho bạn Kế An ha. Rồi Nhuận sẽ kết thúc clip đây nha các bạn. Các bạn nào cần tư vấn thêm alo cho Nhuận nha. Rồi xin chào và cảm ơn các bạn đã xem clip ạ.